cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát phải trải qua thời gian bao lâu để hành bát nhã ba la mật đa để dẫn bát nhã ba la mật đa để tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa bồ đà nhiệm màu nên hành bát nhã ba la mật đa nên dẫn bát nhã ba la mật đa nên tu bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát trụ tâm nào không gián đoạn để hành bát nhã ba la mật đa để dẫn bát nhã ba la mật đa để tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa bồ đà nhiệm màu chẳng để phát khỏi các tác ý khác chỉ thường an trụ tác ý tương ưng trí nhất thiết trí để hành bát nhã ba la mật đa để dẫn bát nhã ba la mật đa để tu bát nhã ba la mật đa Đại Bồ Tát ấy nên hành bát nhã ba la mật đa như thế, nên dẫn bát nhã ba la mật đa như thế, nên tu bát nhã ba la mật đa như thế cho đến có thể khiến tâm và tâm sở pháp đối với cảnh chẳng chuyển. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, dẫn bát nhã ba la mật đa, tu bát nhã ba la mật đa sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện, không. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, chẳng hành bát nhã ba la mật đa, chẳng dẫn bát nhã ba la mật đa, chẳng tu bát nhã ba la mật đa, sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện không? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, vừa hành vừa chẳng hành bát nhã ba la mật đa, vừa dẫn vừa chẳng dẫn bát nhã ba la mật đa, vừa tu vừa chẳng tu bát nhã ba la mật đa, sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện không? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành, bát nhã, ba la, mật đa, chẳng phải dẫn, chẳng phải chẳng dẫn, bát nhã, ba la, mật đa, chẳng phải tu, chẳng phải chẳng tu, bát nhã, ba la, mật đa, sẽ đắc trí nhất thiết trí chăng? Này thiện hiện không? Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì Đại Bồ Tát sẽ đắc trí nhất thiết trí như thế nào? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát sẽ đắc trí nhất thiết trí. Phải như chân như. Bạch Thế Tôn thế nào là chân như? Này thiện hiện như thật tế. Bạch Thế Tôn thế nào là thật tế? Này thiện hiện như pháp giới. Bạch Thế Tôn thế nào là pháp giới? Này thiện hiện như cảnh giới của ngã, cảnh giới hữu tình, cảnh giới của dòng sanh mạng, cảnh giới khả năng sanh khỏi, cảnh giới của sự dưỡng dục, cảnh giới của sự trưởng thành, cảnh giới của chủ thả luân hồi. Bạch Thế Tôn thế nào là cảnh giới của ngã, cảnh giới hữu tình, cảnh giới dòng sanh mạng, cảnh giới của khả năng sanh khởi, cảnh giới của sự dưỡng dục, cảnh giới của sự trưởng thành, cảnh giới của chủ thể luân hồi.